vâng. Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Chuyên kinh doanh mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu của Hàn Quốc. Một mẫu xe bản hatchback một đầu, một mẫu xe Kia Morning bản C, một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không dịch vụ, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.2, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565 hoặc đến trực tiếp bãi xe của em nằm ngay sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Con này thì mang biển kiểm soát Quảng Linh 14A 26334, một mẫu xe Kia Morning bản C, một mẫu xe gia đình sử dụng, form dáng rất là ok, sơn xi thì màu xanh than rất là đẹp luôn các bác nhá. Trang bị la răng đúc 4 bánh, trang bị túi khí cũng như ABS đầy đủ, gương kính chỉnh điện, hộp xe nguyên bản theo xe, nốp dép thì rất là mới luôn các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Xi nhan báo rẽ trên gương, đăng kiểm thì còn đến tháng 3 năm 2023. Một mẫu xe keo chỉ zin và máy số zin. Một mẫu xe Kia Morning bản C, nội thất ghế da xịn sò nguyên bản theo xe. Màn hình mà cam lùi đầy đủ. Vâng, một mẫu xe tư nhân chính chủ sử dụng. Bệ bậc lên xuống ốp inox mạ chrome. Tất cả những cái ốc ác bản nề zin nguyên bản luôn. Phần cột kèo của xe cam kết các bác là zin cả xe, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Một mẫu xe gia đình xịn sò sử dụng. Táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ rất là đẹp các bác nhá. Tất cả những cái hốc bản nè, hốc ác vẫn còn sơn chấm 7 màu khung cánh cửa. Đấy, tất cả khung cánh cửa keo chỉ zin. Một mẫu xe Kia Morning, một mẫu xe một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát Quảng Linh, đang có tại cửa hàng bên em. Nội thất các bác này rất là tươi luôn. Tất cả những ốc ác bản nề vẫn còn sơn chấm 7 màu, chưa hề động đến ca lê mỏ nét luôn. Phần táp ly cánh cửa và đằng sau bên phụ âm thanh thì rất là hay luôn các bác nhá. Đấy, giá tiền chỉ loanh quanh hơn 300 triệu đồng một chút, các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning bản C, xe gia đình, không taxi, không dịch vụ luôn. Bên em có bao hồ sơ và có vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác luôn. Phần quả lốp của đằng sau bên phụ các bác này, lốp dép rất là ok các bác nhá, hệ thống cua lốp không hề có hiện tượng mục mọt. Máy gầm thì đại chất, côn số ngọt, máy số zin bản C, gọi là bản SI. Màn hình cam nồi đầy đủ, bô kép hai ống xả luôn. Sau đây em sẽ đi vào phần hệ thống cốp sau xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần cốp sau xe các bác này. Đấy, cốp của nó rất là đẹp luôn. Hệ thống tinh tán răng giật, nguyên đai nguyên kiện. Ốc ác lắp cốp, chưa hề động đến ca lê mở lét luôn. Rồi, phải nói rất là đẹp các bác nhá. Đây là phần tổng quan của lắp cốp.
Đây là phần quả lốp sô cua các bác này. Đấy, lốp sô cua các bác nhá, kích trong đầy đủ luôn. Sàn xe không hề mục mọt luôn các bác nhá. Đấy, một mẫu xe tư nhân gia đình, đẹp xuất sắc luôn. Chân của nó là chân nỉ nguyên đai nguyên kiện. Còn đây là phần hệ thống gầm của xe. Gầm bệ của nó rất là chắc chắn luôn, không hề có hiện tượng mục mọt. Đấy, vô của nó vẫn còn nguyên bản các bác này. Đấy, vô kép hai ống xả. Một mẫu xe Kia Morning bản C, bản SI hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ này, alo trực tiếp cho em để được cái giá tốt nhất các bác nhé. Bác đến trực tiếp bãi xe của em. Hệ thống quả lốp còn nằm sau bên lái các bác này. Lốp dép thì rất là dày dặn luôn. Đây, các bác xem tất cả hệ thống cua lốp zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản luôn. Bệ bậc lên xuống. Hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên lái các bác này. Đấy, táp ly vẫn còn gai sần, rất là đẹp, âm thanh thì rất là hay luôn. Phần keo chỉ của xe zin nguyên bản đều tấp tắp luôn. Một mẫu xe đẹp xuất sắc, sản xuất 2017. Bậy bậc lên xuống. Mang phiên bản số tự động. Đấy, động cơ 1.25, rất là tiết kiệm. Hệ thống táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác này. Gương kính chỉnh điện và cục xòe nguyên bản theo xe. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ luôn. Hệ thống keo chỉ của xe zin toàn tập luôn. Đấy, các bác xem táp ly vẫn còn gai sần luôn các bác này. Phần khung cánh cửa này. Đó, tất cả khung cánh cửa không hề mục mọt. Ốc bản nè chưa hề động đến kale mà lên. Lại bật lên xuống có bi đông bằng chrome. Đấy, các bác xem các cảm nhận này. Zin tuyệt đối các bác nhá. Đấy, zin toàn tập luôn. Sau đây em sẽ đi sâu vào bên trong nội thất cho các bác xem và tham khảo các bác nhé. Vâng, đây là phần hệ thống bô lăng của xe. Bàn phím tích hợp trên bô lăng. Đấy, tất cả những cái kẽ của nó này. Đó, không hề mục mọt các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Sau đây em sẽ lổ máy lên các bác này. Đấy, trang bị túi khí ABS đầy đủ luôn các bác nhé. Đấy, con này mới chạy được có 8.1 này. Đấy, 8.000 xịn sò nguyên bản luôn các bác nhá. Xi nhan báo rẽ. Hoạt động rất là trơn tru. Phun nước và gạt mưa. Ok luôn. Điều hòa auto. Đấy, cổng sạc điện thoại đầy đủ luôn. Hệ thống quả số. Đây là phanh tay các bác này. Đấy, phần chắn nắng này. Đèn trần. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ luôn. Gương chiếu hậu này. À, có cả hộp đựng kính các bác nhé. À, một mẫu xe nhỏ gọn luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ. Một mẫu xe Kia Morning. Một mẫu xe gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới. Với giá tiền 318 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ cũng như có vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Màn hình camera lùi đầy đủ. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. 318 triệu đồng, bên em còn có bao hồ sơ và có hỗ trợ vận chuyển, vận chuyển đến tận nhà tận giường cho các bác luôn. Hộp đựng đồ của bác này. Đấy, ok luôn các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho quý vị các bạn tham khảo. Ở
Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Kia Morning sản xuất 2017 bản C, một mẫu xe tư nhân gia đình sử dụng, keo chỉ zin và máy số zin luôn. Không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Với giá tiền trước này bên em đang chào bán với giá là 318 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe nhỏ gọn xinh xinh, luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị, hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. 4 máy máy 1.25, một mẫu xe gia đình sử dụng với giá tiền chỉ với 318 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, vâng, thương hiệu của Hàn Quốc. Dòng Kia thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế, không hay hỏng mặt. Cam kết các bác là zin cả xe, keo chỉ zin, máy số zin. Sơn xi thì ok, sạch sẽ đẹp đẽ rồi. Đấy, độ đồng sơn zin của chiếc xe thì còn khá là nhiều các bác nhá. Đấy, máy zin luôn các bác nhá, máy lổ rất là êm. Đấy, máy zin. Tất cả zin cả xe luôn. Máy lổ giòn tan luôn. Một mẫu xe Kia Morning bản C, trang bị đèn vi salon siêu sáng, hiện đang có tại cửa hàng ô tô Cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning, xe tư nhân gia đình sử dụng, một chủ sử dụng từ mới này, alo trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy ủng hộ em, cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video lần sau ạ.